Những năm qua, cùng với hệ thống pháp luật, Hương ước đang trở thành một công cụ hữu hiệu để quản lý, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư. Thông qua đó, nhiều cộng đồng dân cư nông thôn đã quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy giá trị các bản hương ước truyền thống hoặc xây dựng các bản hương ước mới để điều chỉnh các mối quan hệ trong làng xã. Nhìn chung, nhiều bản hương ước đã phát huy tác dụng tích cực trong tiến trình xây dựng nông thôn mới hôm nay. Về thôn Đa Nhân Một, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, không khó để nhận thấy được sự thay đổi diện mạo trong đời sống của cộng đồng dân cư nơi đây. Mỗi người dân luôn chủ động nâng cao ý thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhìn chung, nhiều nội dung, tiêu chí cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới đã được cụ thể hóa thành các quy định trong hương ước như toàn dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái và nhiều nội dung khác. Để có được diện mạo khang trang như ngày hôm nay, từ năm 2019, Ban Nhân dân thôn Đa Nhân Một, xã Đạ Tông đã xây dựng các bản hương ước, quy ước của thôn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nội dung trong hương ước, quy ước quy định rõ những việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, như toàn dân cùng nhau chung tay thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cá nhân, từng gia đình trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đến nay, quy ước hương ước đi vào đời sống của bà con thì đáng kể trong thôn cũng hạn chế như hủ tục lạc hậu, như xóa bỏ, cũng xây dựng nếp sống văn minh, rồi xanh sạch đẹp đường làng ngõ xóm, rồi các tệ nạn xã hội được giảm dần, an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. Những năm qua, nhờ thực hiện hương ước hiệu quả mà bà con trong thôn đã loại bỏ được rất nhiều tập tục lạc hậu. Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh, đặc biệt người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn văn hóa dân tộc. Bên cạnh việc chăm lo đồng áng, xây dựng kinh tế gia đình với thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40 đến 42 triệu đồng một năm, bà con trong thôn còn cùng nhau giữ gìn đời sống văn hóa tinh thần. Thôn đã thành lập được một câu lạc bộ cồng chiêng và dân ca truyền thống với hơn 40 thành viên, thường xuyên duy trì hoạt động hiệu quả. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đều đạt trên 96%, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đạt từ 30 đến 40%. Thôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền. Bên theo đó là chính sách của Đảng nước mình thì thấy rất đúng đắn, tức là đem lại cho dân tộc mình, đem lại cho địa phương mình thì có cái sự biến đổi, nhất là như là cái điện này, đường này, trường trạm hồi trước thì các dân tộc trong bốn đều là không hết, còn từ khi mà có Đảng nhà nước thì đem ra cái sự phân minh tiến bộ, tức là nhất là cái tuyên truyền, tức là lấy chỉ đạo về cái phát triển kinh tế xã hội ấy, thì bây giờ thì có rất nhiều cái nguồn thu nhập, đó là nhờ sự lãnh đạo, nhờ sự hướng dẫn của Đảng nhà nước. Hiện nay không riêng thôn Đa Nhân Một mà 8 thôn trên địa bàn xã Đạ Tông đã và đang tích cực chủ động trong việc phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa. Người dân trong thôn luôn tích cực tham gia các phong trào, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới như hiến đất làm đường, xây dựng tuyến đường bê tông liên thôn. Đồng thời bà con cùng nhau đóng góp hơn 500 triệu đồng làm đường điện thắp sáng đường quê. Những năm qua, việc thực hiện hương ước, quy ước ở làng quê, thôn buôn luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm của các cấp ủy, chính quyền. Sau 3 năm đưa cái quy ước, hương ước vào để mà áp dụng thì đối với địa phương thì cũng đã đạt được rất nhiều các cái thành tựu đấy về an ninh trật tự cũng như là an toàn xã hội. Đấy thì thông qua cái hoạt động của ban nhân dân các thôn trên cơ sở quy ước hương ước thì cũng đã giúp cho người dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật. Thì hàng năm thì đối với địa phương thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các bộ phận liên quan đấy hướng dẫn các thôn rà soát và bãi bỏ những cái nội dung nó không còn phù hợp để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu của đời sống mới đối với người dân. Đấy, thông qua các cái hoạt động
mà thể hiện trong quy ước hương ước thì cũng đã giúp cho người dân đấy xóa bỏ được các cái tập tục lạc hậu đấy, đặc biệt là trong tiệc cưới tiệc ta đấy, và giúp cho người dân chấp hành tốt hơn nữa cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước. Cùng với những thăng trầm trong lịch sử, có những lúc hương ước, quy ước không được coi trọng, nhưng với giá trị tác dụng tích cực đối với đời sống cộng đồng nông thôn, hương ước, quy ước vẫn tồn tại trong sự trân trọng, nâng niu, bảo vệ của cộng đồng và đã ngày càng hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn và sự đi lên của đất nước.